chào tất cả các khách hàng thân yêu của Vị Thẩm Mỹ Diva. Hiện tại thì Trúc Linh đang đứng cạnh chiếc vòng xoay may mắn. Đây là một chương trình rất là hấp dẫn và đặc biệt nhân dịp đại lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này tại Vị Thẩm Mỹ Diva. Và bất kể những khách hàng nào khi đến đây sử dụng dịch vụ đều có cơ hội nhận lượt quay may mắn này với hóa đơn phát sinh chỉ từ 500.000 đồng thôi. Và mọi người ơi, bây giờ thì Trúc Linh sẽ xem là cái vòng xoay may mắn của chúng ta sẽ có được những chương trình ưu đãi gì nhé. Đây, gói phun mí make up nè, làm hồng môi bằng công nghệ CO2 Rational, trẻ hóa da thanh xuân, 6 buổi triệt lông Nano Light, voucher trị giá 1 triệu đồng. Và còn rất là nhiều ưu đãi nữa, mọi người ơi hãy đến đây trải nghiệm dịch vụ và nhận ngay ưu đãi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị khách hàng đầu tiên để xem là ngày hôm nay chị sẽ may mắn nhận được ưu đãi gì nhé. Dạ em chào chị. Dạ, chị ơi, thì không biết là ngày hôm nay chị đến đây để trải nghiệm dịch vụ gì vậy chị ha? Hôm nay chị đến đây là làm chân mày á em. Hôm nay chị làm chân mày đúng không? Đúng rồi. Không biết là ngày hôm nay chị đến đây là lần thứ mấy rồi? Hôm nay chị đến đây là lần thứ ba rồi. Lần trước thì ghé làm môi, nay dạ. Ý quá quay lại làm chân mày thêm. Chị làm môi rất là ân ý đúng không? Đúng rồi. Em thấy là môi chị lên màu rất là đẹp đó. Dạ, và ngày hôm nay chị làm mày nè. Và em cũng hy vọng là mày của chị cũng thật là đẹp nhé. Và bây giờ thì em xin mời chị sẽ quay vòng xoay này. Không biết là ngày hôm nay chị sẽ nhận được ưu đãi gì đây. Em cũng khá là hồi hộp. Hồi hộp đúng không chị? Và chị sẽ nhận được gói. Hình như là mình vào ô mất lượt đúng không chị? Rất là tiếc nhưng mà không sao. Nhân dịp là ngày hôm nay Trúc Linh đang quay livestream, cho nên là Trúc Linh sẽ ưu ái cho chị sẽ được một lượt quay nữa. Em mời chị ạ. Không biết là lượt quay thứ hai này mình sẽ nhận được ưu đãi gì đây? Ưu đãi gì đây ta? Em xin chúc mừng chị đã nhận được gói trẻ hóa da thanh xuân. Ngày hôm nay chị đến làm mày đúng không? Đúng. Vậy rồi. Thì chị có muốn là sử dụng luôn dịch vụ là trẻ hóa da thanh xuân không? Muốn. Cái này chăm sóc da thì rất là tốt. Chăm sóc da đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ có một đôi mày thật là đẹp nè. Và da thật là mịn màng luôn chị ha. Dạ, bây giờ thì chị đợi một chút xíu thì chuyên viên tư vấn bên em sẽ đến hỗ trợ chị nha. Dạ em ơi chị, cảm ơn chị, chúc mừng chị nhiều nha. Và vị khách hàng đầu tiên của chúng ta đã nhận được gói trẻ hóa da thanh xuân. Và mọi người ơi, hãy đến đây trải nghiệm dịch vụ để nhận ngay ưu đãi nhé. Chỉ với giá phát sinh từ 500.000 đồng thôi mà mình có thể là có lượt quay may mắn này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị khách hàng tiếp theo nhé. Dạ em mời chị. Chị ơi, thì em mời chị quay vòng xoay may mắn luôn nha. Không biết là ngày hôm nay vị khách hàng thứ hai của chúng ta sẽ nhận được ưu đãi gì đây? Hồi hộp đúng không chị? Em cũng hồi hộp giống chị nữa. Và mình đã nhận được, hình như là nó nằm ở giữa đúng không? Cho nên là mình không biết là mình nhận được cái ưu đãi gì thôi. Em xin mời chị sẽ quay lại tiếp theo ha. Quay lại được em. Quay lại đi. Để mình biết được là mình nhận được ưu đãi gì nha. Trong lần quay thứ hai này mình sẽ nhận được ưu đãi gì đây? Đó là 6 buổi triệt lông Nano Light. Chị có muốn... đang định triệt lông luôn. Chị cũng đang chuẩn bị triệt lông luôn đúng không? Vậy thì bây giờ là hôm nay chị đến đây để sử dụng dịch vụ gì chị ha? Chị làm mày. Làm mày đúng không? Và nhân tiện là mình đang muốn triệt lông cho nên là mình sẽ sử dụng triệt lông luôn trong ngày hôm nay ha. Được luôn hả? Được, trong ngày hôm nay luôn, được không chị? Rồi, ok luôn. Vậy thì hôm nay em chúc là chị sẽ có một đôi mày thật là đẹp nè. Và triệt lông luôn chị nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Em mời chị sẽ ngồi đợi một chút xíu thì chuyên viên tư vấn bên em sẽ đến hỗ trợ chị nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Và đó là những khách hàng của chúng ta khi đến xoay vòng xoay may mắn này. Và mọi người ơi, không chỉ là có ưu đãi từ vòng xoay may mắn này đâu, mà hiện tại thì Vị Thẩm Mỹ Diva đang còn rất là nhiều chương trình ưu đãi trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này nữa. Ví dụ như là phun mày và môi chỉ với giá từ 699.000 thôi. Và mọi người ơi, hãy đến đây trải nghiệm và nhận ngay ưu đãi nhé. Còn bây giờ thì Trúc Linh xin phép được dừng livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.